Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Not Gaming nha. Thì các bạn thấy đấy, mình vừa mới bắt đầu chơi một bản cập nhật mới, nên là các bạn thấy không? Nên là cái những trong này nó có ghi rõ ràng là nó sẽ những hình phạt ở đây nè. Để coi, nếu như mà mấy cái trang bị này á, mà dưới mà hơn cấp của cái trang dưới lộn không phải cái trang bị mà dưới cấp của mình á, tại của mình á, là mình sẽ bị trừ mất mấy mấy phần trăm nữa nha các bạn. Nguy hiểm vô cùng á, thiệt. Như nào, mấy cái đồ đồ trên là thì dưới 18 level, dưới level hiện tại á, là mình sẽ bị trừ mất 10%. Trời ơi, kinh dữ các bạn, quá trời đất luôn, thì sao chơi được các bạn đó. Ok, và cái nhiệm vụ này không có chơi được đâu các bạn, phải bỏ hay sao giờ. Rival. Ok, và bây giờ mình sẽ đi đi tới thử cái chỗ bên làng Kazira nha các bạn. À quên, Kazira là ở đây. Chaos nè. Đó. Ồ, mình được cái gì đây? Đấy. Và sau đó mình đi làm nhiệm vụ gặp cái người trưởng làng của Kazira nè. Đó. Đó, mình sẽ nói chuyện với Lanuta. Ồ, hình như cái nhiệm vụ gì đây nè. Ồ, mình có cái skill reset nữa. Đó. Sẽ có cái trục. Ok. Ngon. Để xem là các bạn. Mà mình nhớ là cái nhiệm vụ này mình chỉ nhận một lần thôi á. Một lần mà tới ba cái skill reset lần. À, ba cái skill reset nữa. Đó. Kinh không? Magic Flute. Mình phải lấy được 10 cái 10 cái cây đen, 10 cái cây gỗ đen. Xem gỗ mình cũng phải thành ở đâu. Lycra. Scalamore. Đó, mình chỉ giới thiệu lược sơ thôi nhưng mà mình cũng phải hoàn thành được nhiệm vụ đó ở bên Valgrind nè. Để mình kiểm chứng lại cái vụ mà X-Attack á, là cái X-Attack như thế này nè các bạn. Đó, có bị nerf không nha? Bị nerf có nghĩa là giảm sức mạnh á. Ô. Ơ, gì thế này? X-Attack bị nerf à? Đó, này bất lợi. Cái này quả là bất lợi cho rất là bất lợi cho pháp sư nữa các bạn à. Và những con quái này á, những quái này là trời ơi, ghê vậy, reducer gì dữ vậy. Vậy sao chơi? X-Attack bị nớp vậy sao chơi? Nhưng mà được cái là cái skill nó mạnh. Ồ, giờ cái skill nó giảm hồi chiêu nè. Trời đất ơi. Ghét ghê luôn á các bạn à.
hiểu sao mà đánh qua đề riêng bực kia luôn đó các bạn à. Vậy sao chơi? Giờ bây giờ mình mới trải nghiệm được cái vụ mà X Attack nó bị nerf rồi nè. Để mà mình thử đổi qua trang combo coi. Trang combo không biết có mạnh hơn không. Cũng vậy. Như vậy là cái con mấy con mà có máu màu vàng này là cũng bị ảnh hưởng bởi trang combo. Nớp dữ vậy. Nhưng mà những con quái mà bị hạ gục á, bị nằm dưới bên dưới á, thì mình vẫn có thể đánh được. Trời ơi, kinh dữ vậy. Vậy sao chơi? Nó quá trời luôn đó các bạn à. Nốt vậy sao chơi đó mấy bạn. Helix à. Cái vòng xoắn này. Trời đất ơi. Vậy sao mình chơi các bạn? Rất là khó khăn luôn các bạn ạ. Để mình thử bắn hai tia coi. Trời. Anh vậy cho tới ngày mai mới xong á các bạn ạ. Con quái này á là nó quái này là nó sẽ tăng level theo người chơi luôn các bạn à. Để mình thử đánh boss coi không biết có khó hơn không anh nè. Trời đất ơi, khó thì khó luôn á. Kinh vậy. Ơi gì vậy, đùa hả? Trời. Ê, sai nha. Boss nó không bị ảnh hưởng bởi X attack của Jack Combo. Boss nó không có bị ảnh hưởng. Trời ơi, gì sao chơi? Này nó bất lợi cho nhân vật pháp sư nữa các bạn ạ. Thôi để mình tắt luôn cái chuyện bố bực kia.
Vì cái trình combo nó không có ảnh hưởng gì với boss cho nên thôi mình tắt rồi cho xong. Vậy sao chơi các bạn? Reduce. Trời đất ơi, một một map mà mất tới 6 phút nữa hả? Đùa nhau à? Có animal skin. Wow, vậy sao mà chơi? Rồi cái găng tay. Tám tám silver. Mày bỏ. Vậy sao chơi các bạn? Mất thì rất là nhiều thời gian luôn. Này chỉ có nước đó là phải nâng cấp vũ khí thôi. Mất rất là nhiều thời gian.
còn được cái là skill nó mạnh nhưng mà cái asset khác nó yếu à, bị nớp hết rồi. Buồn ghê luôn các bạn. Đó. Chỉ có nước đó là nâng cấp vũ khí thôi các bạn. Ok, thôi, bây giờ mình xin tạm dừng tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi mình chơi và mình mong là các bạn solo ủng hộ mình, có like, share và subscribe cho kênh của mình nhé. Chắc mình phải liên lạc với gì ta, World Portal à. Chỗ không thích cái bản cập nhật này, cái ảo nó mất là nhiều thời gian luôn. Ok, thôi mình đi đây, bye bye các bạn.